Trách nhiệm của thằng đàn ông này là phải đi kiếm tiền để đem về cho gia đình. Thằng nào cũng thế thôi, không ngoại trừ anh đâu nhá. Mà cảm thấy ấy, không lo được cho vợ thì để thằng khác nó lo cho, thế cho nó nhanh. Mặc bố mặc chú. Anh bể cái cây đấy vào là làm gì? Nó chua lẹt thì bể vào làm gì? Ăn được đâu mà bể? Bỏ vào trong tủ lạnh ấy. Hết mua còn có cái mà nấu canh, bỏ vào mà luộc với rau muống, nấu canh cá. Hái ra tách cho những cái quả này này, quả ra ra đây này, bỏ ra hái ra một cái túi ấy, bỏ vào trong tủ lạnh ấy. Ôi thôi, bể vào làm gì? Ăn đến đâu thì ra cây lấy vào đến đấy và cho vào canh nó cái ngon hơn để tủ à? Anh cứ thế vài hôm nữa nó hết mua đây thì lấy đâu ra mà nó vẫn ở trên cây mà còn lâu mới hết mùa. Anh thấy hôm nay em khác không? Khác cái gì? Thì cứ nhìn xem em khác không? Thì vẫn cái mặt như thế, vẫn cái thớt đấy. Anh nhìn em xem. Hôm nay uống nhầm thuốc à? Em uống thuốc gì mà thuốc? Anh nhìn thử lại một lần nữa, anh mở to mắt ra. Mở to mắt ra em xem nào. Anh nhìn thấy em có cái gì khác không? Thì mở to mắt ra xem nào. Vẫn cái thớt nghiến đấy. Vẫn cái làn da châu Phi đấy nhá. Vẫn là cái nụ nóng đấy. Thế có cái gì là khác? Trời, em chịu anh đấy, làm chồng của em bao nhiêu năm chờ rồi mà hôm nay vợ khác mà không biết. Thì bỏ cái này này, nhìn này. Trời ơi, một câu chỉ là chất. Chất không? Trời ơi, 10 điểm không có nhưng. Trời ơi, nhỉ, được không? Em hôm nay em đi làm đẹp bữa gì mà căng. Em làm tóc về à? Đấy, anh bắt đầu là nhìn ra được cái đẹp của em rồi đấy. Này, mềm không? Mượt không? Anh sờ. Cắt ngắn. Ôi trời, đi được đủ cái con này, lạnh. Ôi trời, ngồi xuống đây em bảo. Ngồi đây em bảo, hôm nay chồng khó tính đấy. Vợ đẹp như này là phải khen em để em có động lực để em còn lấy tiền em của anh em còn đi làm việc cái khác nữa. Thì đi cái máy đặt. Hôm nay chắc là uống nhầm thuốc rồi đấy. Em uống thuốc gì đâu. Anh ngồi đây em bảo. Ngồi đây, bỏ ngồi đây thì em dọn ngồi đây nha. Hôm qua đấy em thấy cái con bé bạn em nó đi ép tóc ở cái quán ấy 350. Cái con bạn em, con Trang ấy, nó đi ép ở quán tóc ở chỗ đấy về, nó chỉ em mới biết. Nó bảo là như tóc nó thì 350 ép, được tặng một lần hấp miễn phí. Nhưng mà hôm nay anh làm tóc thì anh bảo thôi, hôm nay khuyến mại mà anh lấy mày 330. Một tuần sau vào anh hấp tóc miễn phí thì em thích quá em làm luôn. Thế em lấy tiền đâu đi làm? Em lấy tiền ở trong tủ ấy, em thấy có hơn triệu, chả có triệu mốt, triệu hai. Lấy 350 em đi em làm. Lấy tiền trong tủ này á? Vâng, em lấy tiền trong tủ nhà mình ấy. Anh đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Thằng này nó làm đẹp phết đấy chứ. Anh để trường một bàn trong đấy. Em lấy 340. Thì em lấy 340 thì nó giảm cho 10.000 thì em chỉ lấy 340 thôi, còn bờ đây còn 800 mấy đấy còn gì nữa. Em đã hỏi anh chưa mà em từ tiền lấy tiền trong tủ ra để đi làm tóc làm đẹp. Em hỏi thì anh lại không cho em lấy. Bây giờ anh hỏi em nha, bây giờ em lấy tiền như này rồi. Mai lấy tiền đâu ra để đóng tiền lãi? Tiền lãi là đến ngày đâu mà đóng. Tận ngày 18 cơ mà. Hôm nay là bao nhiêu? Mới bảo là cái anh chưa đến. Thì tháng trước thì đóng ngày 18 thì em hôm nay em không nhớ rõ ngày thì em chót lấy hơn 300.000 rồi thì anh nói gì mà anh nói lắm thế. Đi làm đẹp thì làm đẹp mặt anh chứ đẹp gì cho em đâu. Này, cái thằng này không cần cái đẹp ở đây nhá. Bây giờ ấy, kiếm đâu ra cái như mấy đồng để mới đi trả tiền lãi này. Bây giờ thì anh xem một chỗ nào vay mượn đi. Vay cái gì? Vay con khỉ ấy. Hơn 300.000 thôi, bây giờ làm đẹp này ra đường người ta khen nhìn vào cái mặt của anh. Chứ là em đẹp thì cho em bây giờ chồng con rồi. Làm cái gì phải có cái mồm hỏi chứ. Thế bây giờ chả nhẽ con Trang đi làm đẹp thì nó cũng phải hỏi chồng nó à? Nó có quyền tự do còn em thì không à? Mình không bì được nhà nó. Nhà nó á, nhà cao cửa rộng. Sao lại không bì được là thế nào? Nó cũng là con người, em là con nhà người. Lầu xe hơi đất đai nhà nó đây, tiền bạc nhà nó không thiếu cái gì cả. Nó làm cái gì chả được. Mà... nhà nó ấy
bố mẹ nhà nó một mình nó, thiếu cái gì bố mẹ nó chu cấp, nhà chồng nó thì nhà giàu nó lấy cái gì trả được, con mình lấy cái gì? Ở cái túp lều coi như này, chui ra chui vào còn chưa lọt người, dứt mỡ đây nên làm đẹp. Em cũng là phụ nữ, nó là phụ nữ, nó đi được thì em không đi được à? Em cũng phải có quyền riêng tư của em chứ. Này, không nên đua đòi gì việc đấy. Nhưng mà làm cái gì ấy, nó phải phù hợp với nhà mình. Phù hợp thì bây giờ tóc ép có hơn 300 nghìn thôi mà không, không phù hợp. Em biết hơn 300 nghìn. Em đã biết hướng, em không nhuộm rồi. Em chỉ ép không rồi, duỗi thẳng ra để cho nó trẻ trung hơn, đẹp mặt anh hơn, dễ nhìn hơn. Thế mà bây giờ có mấy trăm nghìn bạc mà anh đay nghiến em từ lúc nãy đến giờ. Em lấy 20 nghìn, 30 nghìn ra để cắt cái tóc á. Chứ anh không nói làm gì nhá. Đằng này cất giữ được câu 1 triệu bạc, để ngày mai đi đóng lại. Em lấy đi 3 năm rưỡi ra em đi làm tóc. Ngày mai nó vào nó lấy lại thì thu lại thì mình lấy đó ra mình đóng như người ta. Anh nói liều nhèo, anh nói lắm quá. Em lấy có 350 thôi mà từ lúc anh nói mãi. Này, anh nhìn con trang bạn em này. Nó tóc tai nó làm như em nhưng mà nó còn nhuộm đẹp như này. Về chồng nó chả nói cái gì với vợ mình. Làm tóc nhuộm chả nhuộm, về chồng nói đứt cả tai, nó tiếng hồ chả chán. Em đi sang ở bên nhà nó, em đi sang ở bên nhà thằng chồng nó kìa, em nó ló cho em. Nó, nhưng mà anh nhìn thử xem, khác một trời một vực, mình phải có quyền bằng nó chứ, không bằng được cũng phải gần bằng được. Làm tóc hết mấy trăm nghìn về chồng nó hưởng ứng ủng hộ, còn chồng mình thì sao? Em thử xem lại nhà mình như thế nào, mà nhà nó như thế nào để hàng xó bi với nó nhá. Nhà nó của ăn của để, nhà mình cho ăn buổi ngay thì lo buổi mai, đây cái gì mà làm? Ồ tội gì mà công an chơi, kể cả chơi sao ấy hả? Sống được mấy lỗi mà phải khổ. Chả yêu thương bản thân mình ấy, thì chả đủ tư cách để yêu thương người khác. Thế cho nó nhanh. Anh nói là việc của anh, còn em làm là việc của em. Cứ làm bình thường. Không phải dở cái giọng ra như thế. Em chả nói cái gì sai cả. Thế bây giờ em không yêu thương bản thân em, thì em làm gì có tư cách để yêu thương chồng con, yêu thương những người xung quanh mình, đúng không đã? Nhưng mà điều kiện kinh tế nhà mình không có. Là phụ nữ phải đẹp. Người ta kìa, váy nọ, quần kia, áo nọ, áo kia. Còn em thì sao? Mặc đi mặc lại mà em mới bộ quần áo này em chả dám mua. Tiền này là không có, hút ngày cũng buồn đổi. Anh đừng nghĩ ba cái đồng anh đi làm thợ xoay về, anh nghĩ đấy là to nhá. Của chồng thì công vợ. Em ở nhà cũng phải làm việc nọ, việc kia. Chứ anh đừng nghĩ anh đi xoay về được vài đồng mà anh thể hiện nó kia. Không có em ở nhà con cái, việc đồng áng, cơm nước nước thôi. Anh đi xoay về ai nấu cơm cho anh ăn? Anh ăn xong ai rửa bát cho anh? Anh thay quần áo ra ai giặt cho anh? Anh đừng tưởng ba cái đồng bạc của anh đi xoay về đấy là bố đời đấy, bố tướng nhá. Anh không nói đó là tiền của anh. Ra là kể công. Anh vừa nói là anh là tiền của anh, sao em lấy tiền của anh, bây giờ anh lại nói là không phải của anh. Tiền đấy là tiền của anh để ngày mai anh đi nộp tiền lại. Em chứ không biết. Phải là anh lấy để anh ra đi ăn uống ngoài quán, không phải lấy tiền ra để anh đi chơi bời này khác. Thế em cũng đi ăn ngoài quán à? Hay là em giấu anh, em đi ăn bún đậu, hay là em đi ăn phở bò, em đi ăn bún chả, hay là em đi ăn gì? Người ta gọi ship mà về ấm ấm ăn ở nhà kìa, món nọ món kia, còn em ăn cơm nguội với cá khô. Em lấy có anh có hơn 300 nghìn bạc mà anh lèm nhèm, biết cả tài. Ăn ít quá đấy, người thì mập chứ còn lớn nên là ăn ít quá đấy. Mập thì em khỏe em mới phục vụ được anh, em khỏe em mới phục vụ được con anh. Em yếu ra đấy thì em ốm, em nay đi viện, mai ốm mai đau thì anh có tự lo được cho anh và cho con không? Làm lèm nhèm biết cả tài. Tiền thì không có, thì suốt ngày cứ đua đòi ăn chơi. Tiền không có đấy là việc của anh. Trách nhiệm của thằng đàn ông là phải đi kiếm tiền để đem về cho gia đình. Thằng nào cũng thế thôi, không ngoại trừ anh đâu nhá. Anh đừng nghĩ cứ anh đi làm được ba cái đồng tiền mà anh đưa cho em, anh thích muốn nói nào nói. Mà cảm thấy ấy, không lo được cho vợ thì để thằng khác nó lo cho, thế cho nó nhanh. Mà bố mày. Cái giỏi mày ra mồm ấy, mày đi vào đấy. Bố lão bố tuệt. Cảm thấy thích thì ở được thằng khác ấy, thì ở đi. Thằng nào lo được ấy, đi cho nó lo chứ.